Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Ban Mê Studio xin giới thiệu tới tất cả các bạn một chiếc microphone cài áo thông minh giúp các bạn có thể dễ dàng quay video, làm vlog, bán hàng, live stream, trợ giảng và thậm chí là có thể hát karaoke online trực tiếp ở trên chiếc microphone này bởi vì nó đã được tích hợp sẵn reverb như một chiếc sao card. Và đi kèm với bộ sản phẩm thì chúng ta sẽ có ngay một chiếc tai nghe kiểm âm MT Mark V1 Pro chính hãng giúp chúng ta có thể kết nối nhạc để có thể hát live stream online trực tiếp ở trên chiếc microphone này. Từng chiều buồn lang thang bước trên con đường, lặng nhìn mùa thu đưa lá rơi bên thềm. Một mình thương nhớ ai không gian như hoang vu. Một tình yêu xa băng yêu đơn phương mình thôi. Nàng đẹp như ngôi sao sáng cao trên trời, nụ cười xinh tươi sáng như hoa hướng dương. Một mình em bước qua muôn hoa tươi trong em, còn lại anh ngất ngây trong cơn mơ mình ai. Và âm thanh của các bạn đang nghe thì đang được thu trực tiếp từ chiếc microphone MT Mark V1 Pro, một trong những sản phẩm mới ra và được đánh giá rất là cao trong thời gian gần đây. Chúng ta có thể cảm nhận được chất âm, độ trung thực cũng như là độ lọc tạp âm môi trường rất là tốt của chiếc microphone này. Chọn bộ sản phẩm của chúng ta sẽ gồm một chiếc microphone MT Mark V1 Pro với tính năng kết nối Wi-Fi, Bluetooth 5.0, chế độ thu âm, quay vlog và chế độ streaming hát karaoke online có vang. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một bộ thu để kết nối với smartphone. Và thời lượng pin của chiếc microphone này thì chúng ta sẽ có dung lượng pin là 500mAh, giúp thời gian kết nối lên tới 4 đến 5 tiếng đồng hồ mà không sợ bị gián đoạn. Chúng ta sẽ có một chiếc jack, một đầu 3.5 và một đầu Type-C để kết nối giữa bộ thu và smartphone. Một chiếc jack màu đỏ để kết nối bộ thu và máy ảnh. Một chiếc tai nghe kiểm âm để chúng ta có thể dễ dàng kết nối nghe nhạc, hát live stream online. Và một bộ sạc, một đầu USB hay đầu Type-C để chúng ta có thể dễ dàng sạc một lúc chiếc microphone cũng như là bộ thu